Mình là Yến Nhi. Cá tính bình thường của mình rất là trẻ con và năng động luôn. Nhưng mà hôm nay lên sân khấu á, mình phải hóa thân vào một cô gái rất là chững chạc và trưởng thành. Lý do mà mình tham gia chương trình này á, chỉ có một lý do duy nhất và to nhất thôi, đó là mẹ. Mẹ của mình rất là thích chương trình này, là fan hâm mộ của Ban Nhạc Quyền Năng, cũng như là fan của cô Phi Nhung. Cho nên là sau khi mà mẹ xem Ban Nhạc Quyền Năng mùa đầu tiên, mẹ kêu là thôi đăng ký đi thi mùa 2 đi. Thế là mình cũng đăng ký đi thi luôn. Và bây giờ, cô Phi Nhung ơi, con đến đây. Cuối cùng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An. Yến Nhi thân mến, Khanh cảm thấy bạn rất là thổn thức với ca khúc này. Vậy bây giờ mình cùng xoay lại nha, để xem kết quả như thế nào. 1, 2, 3. Không một dấu chéo nào hết. Tại sao vậy? Khanh muốn hỏi người khó tính nhất trong ban nhạc, xin mời anh Tấn Phong ạ. Em hát rất là tốt. Từ giọng gió cho tới giọng thật em hát rất là tốt. Chẳng lẽ nó không có một cái lỗi nào sao? Có. Có. Anh Bách, tại sao vậy? Là cái phát âm của em á, nếu mà nghe kỹ thì anh nghĩ là nó có hơi một chút xíu vấn đề. Ví dụ như là tin em hát nó hơi hướng qua chữ tiên một tí. Mà đối với anh, nếu mà cái sở trường của em là cái loại nhạc khác mà em hát một cái thể loại bây giờ nó thành semi classic như này rồi, mà em làm được tốt trên sân khấu live như thế này thì anh nghĩ là anh không nên bấm. Nếu anh bấm thì anh sẽ khó tính hơn anh Phong. Anh sẽ rụng hết tóc. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến của anh Minh Kha. Trước tiên anh chúc mừng em, bởi vì toàn thể ban nhạc anh em lựa chọn em. Với cái bài hát này đó, cái giọng giả thanh của em lên rụng gió,
rất là tròn và đẹp. Anh xin chúc mừng em. Anh dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Nãy giờ là em đang chuẩn bị hỏi ban giám khảo xem là ban nhạc bữa nay tại sao khen quá vậy. Đồng ý là bạn hát có cảm xúc. Thì bây giờ Khanh muốn hỏi là những vị lão làng ngồi dưới đây là đây có phải là một giọng hát đông đầy cảm xúc không ạ? Cô Phương Dung ạ. Con hát rất là truyền cảm. Rõ lời là một, truyền cảm có hồn. Hai cái đó là hai cái yếu tố quan trọng cho ca sĩ đứng trên sân khấu. Con có ba cái yếu tố đã thắng được riêng đối với cô Phương Dung. Anh cảm nhận được cái giọng của em rất là ngọt ngào. Và em có được cái khả năng để mà khống chế cái giọng của mình theo ý em muốn. Đó là lý do tại sao mà không ai bấm hết. Chúc mừng em làm rất tốt. Còn giám khảo Phương Dung ạ. Còn với chị thì chị thấy em hát giống như là professional hát vậy đó. Chị nhắm mắt, chị feel, chị rất là thích. Và một lần nữa xin chúc mừng phần dự thi của Ý Nhi ngày hôm nay. Bạn đã không nhận được dấu chéo đỏ nào. Và chúc mừng bạn bước tiếp vào vòng trong. Rất là cảm ơn ban giám khảo cũng như là ban nhạc trong ngày hôm nay đã ủng hộ cho Nhi. Và Nhi hứa là sẽ cố gắng làm tốt hơn trong vòng tiếp theo. Xin kính chào tất cả quý vị. Em tên là Đinh Trường, năm nay em 21 tuổi. Niềm đam mê lớn nhất của em đó là ca hát. Ngoài ca hát ra em còn có một số tài lẻ đó là chơi đàn piano, guitar và sáng tác. Em sẽ hát tặng mọi người một đoạn ngắn trong bài hát của em sáng tác. Tiếng yêu đó sẽ mãi thành lời, nếu như ta yêu nhau trọn đời, mình cùng nắm tay nhau đi chung trên hết con đường đời em ơi. Nhớ nhé. Em hy vọng là ban nhạc Quyền Năng sẽ đánh giá cao giọng hát của em. Chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa. Lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi. Người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi vơi. Rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiến cho tôi là khi đã yêu em rồi. Cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi em hãy cười yên vui với người. Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Và đó là
Đinh Trường với ca khúc Đoạn Tuyệt. Trường ơi, tại sao mà một gương mặt quá trẻ mà một giọng hát quá từng trải? Hết hồn không? Dạ hú hồn luôn. Trường ơi, bạn có thể tiết lộ số tuổi của bạn được không? Em tên là Đinh Trường, năm nay em 21 tuổi. Giọng hát của bạn quá hay. Ngồi trong mà đúng thiệt là không thể nào mà đợi hết bài mới đi ra được. 1, 2, 3 quay lại nha. 1, 2, 3. Không một dấu chéo nào xuất hiện, xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta cùng hỏi thành viên đang loay hoay ở phía trên, xin mời anh Minh Kha. Anh không ấm bởi vì thấy trong dứt trọng của Trường rất là lạ, còn rất là thô sơ và rất nó có được một mạc gì trong đó. Dạ em cảm ơn anh Kha. Cái thần sắc của em lên sân, anh thấy em rất là tỉnh táo, em xử lý những cái nhỏ nhỏ em coi như em đối phó hết được hết. Dạ cảm ơn anh Thanh Tân ạ. Dạ. Em có cái chất giọng khào, giọng bass khào mà em xử lý giọng bass khào em vào rồi dòng bolero rất là lạ. Anh em ban nhạc chúng tôi sẽ xào nấu cái giọng bạn lên một món ăn đặc sản. Cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn Minh Khang ạ. Bây giờ chúng ta cùng nghe những đánh giá của ban giám khảo. Dạ con xin mời cô Phương Dung trước ạ. Mộc mạc, chân chất, có cái nét riêng của mình. Trong tương lai em sẽ nổi tiếng. Nếu mà em đi theo cái dòng nhạc này mà lúc nãy mà em hát mà em diễn tả bằng đôi mắt của em diễn tả bằng cái tâm hồn của em, trời ơi khỏi phải nói luôn là dưới đây sẽ chết vì em luôn. Cái diễn xuất của em á nó chưa có tròn, tại vì cái bài phối hay, em hát rất là ngọt ngào, rất là hay, nhưng mà nó còn trên gương mặt nữa em. Cái gương mặt em nó bình thường lắm. Với lại cái vòng đầu tiên á, những người mà quyết định là đứng phía sau, cho nên là Khanh tin rằng những vòng sau những người bạn phải thuyết phục là ở phía trước, thì những vòng sau mình phải dùng cái đôi mắt nhiều hơn nha. Dạ. Em mới diễn xuất nhiều hơn, cái đó là chị nói thật đó. Dạ em cảm ơn chị Phi Nhung. Cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa chúc mừng đến Trường với phần dự thi rất xuất sắc. Em xin cảm ơn chị Phi Nhung đã chỉ em cách biểu diễn thần thái trên sân khấu. Thì chắc là em sẽ học hỏi thêm để mà khi mà vào vòng trong thì em sẽ cố gắng để làm cho chị hài lòng ạ. Biết lỗi lầm để cho con sống chưa đầy bao dòng. Em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau. Em tiễn anh đi ngày nào dù biển có sóng cuốn vào nhau. Em đón anh về lạc nhau con sông tìm về.
đó là Bảo Trân. Bây giờ chúng ta cùng xem số điểm của ban nhạc dành cho Bảo Trân. Xin mời quay lại. 7, 7, 8, 9, 7. Và chúng ta cùng nghe những chia sẻ của anh Công Thanh à. Thưa anh thì em giọng em rất tốt, nhưng mà em bị thiếu cái tiết chế, em đẩy cao trào quá sớm. Cái mà mọi người muốn nghe cái đoạn mà đẹp nhất của em á là nó phải dài hơn tí xíu nữa. Em bật lên sớm quá rồi từ đó là em cứ bị đơ một đường vậy đó, là em đi tới hết luôn. Mình chưa có tập trung lắm và mình vẫn còn run, cho nên là khi mà mình chỉ muốn là thể hiện hết sức nhưng mà thật ra đã thành over. Dạ, đó là lý do tại sao anh Thanh cho 7 điểm đúng không ạ? Cảm ơn anh Thanh rất nhiều. Khanh xin phép được hỏi anh Hoàng Bách ạ. Anh là người duy nhất cho điểm 9. Anh nghĩ là em có đầu tư, em có suy nghĩ và đặc biệt là em có bản năng đối với cái bài hát này. Anh thì anh đánh giá rất là cao những người đã có kỹ thuật rồi nhưng họ dám thể hiện cái bản năng của mình. Anh nghe cái bài hát này và anh nhìn thấy cái bản năng của người đàn bà trong đó. Và bây giờ chúng ta cùng xem tổng số điểm của Bảo Trân là... Xin mời, 69 điểm. Và thứ hạng của Bảo Trân tính đến thời điểm này đó là... vị trí số 2. Chúc mừng Bảo Trân. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Khanh xin mời chị Phi Nhung ạ. Em hát hết những cái gì của em, cái feel của em. Em không cần biết ở phía sau ban nhạc nó như thế nào, mà nó feeling, cái feeling của em nó rất là hay, nó rất là nội tâm trong cái bài hát của em. Nên chị rất là thích cái phong cách của em. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Phi Nhung ạ. Giọng của em thì không có chê được. Cái dáng dấp rất là nhỏ, nhưng mà cái nội lực tiềm tàng ở trong này không đoán được, giống như một bãi sa mạc, ở dưới là những giếng dầu. Em ráng tận dụng khả năng của mình để hoàn thành tốt những lần mình trình diễn và sau này để xứng đáng là một ca sĩ chuyên nghiệp. Cảm ơn em. Tất cả các lời nhận xét từ ban giám khảo, từ ban nhạc đều là chính xác và đều là rất là có lý. Đây là một cuộc thi, một cuộc trải nghiệm. Nếu mà vòng sau được đi tiếp, mình sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo và ban nhạc dành cho Bảo Trân rất nhiều. Chúc mừng bạn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Đôi khi em hơi giận hờn, để cho anh quên đi ngày dài với bao đêm suy tư miệt mài. Mắt môi đây xin anh đừng chờ, chiếc khuôn kia mong anh từng giờ, ngón tay kia xin chớ hững hờ, dắt em đi về trong đợi chờ. Cùng anh.
Phương Thùy thân mến, chúng ta không quên hình ảnh của một cô gái hay khóc ở vòng trước. Vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Ngày hôm nay hứa đừng khóc nha. Hết rồi. Hứa nha. Bây giờ chúng ta cùng xem số điểm của ban nhạc dành cho Phương Thùy. Xin mời. Wow. Khanh xin mời anh Hoàng Bách. Đây có phải là lý do cho điểm cao không anh? Trang phục đẹp, gương mặt xinh xắn, đạo cụ có ý nghĩa luôn. thực sự là bạn ấy có quay lại và anh cười với anh mấy lần, và lần nào anh cũng phải quay đi hết. Có không thì... À, chắc là cười với tất cả mọi người thôi, nhưng mà anh cái kiểu giàu trí tưởng bở đó. Thì cứ thấy bạn ấy chắc là cười với anh Kha thì anh lại nghĩ là cười với anh lại phải cúi mặt anh quay đi, tại vì nụ cười làm anh dễ sa ngã quá. anh đùa thôi. À, thực sự là cái trang phục, tất cả mọi thứ, phần trình diễn của em nó có được đầu tư, nhưng đôi khi cái nhược điểm nó hơi lớn, đó là anh từ đầu đến cuối anh hầu như không nghe được cái giọng em nhiều, tại vì thực sự là giọng em không hợp với cái dòng này. Giọng em nó có cái độ sexy ở trong đó, nó hơi khàn khàn một chút xíu. Thì đối với anh, chị Phi Nhung cũng là một ví dụ hơi lạ, nghĩa là giọng chị cũng tương tự như giọng em, nhưng rất là sexy. Đúng, anh cảm giác được cái điều như vậy. Nhưng mà đây là một... Giọng chị là giọng thổ pha kim. Đó, nhưng cái vấn đề là nó có pha kim và chị hát có hơi. Cho nên là nó lại thành một cái dạng rất là đặc biệt và nó cuốn hút người ta. Em gần có được điều đó rồi nhưng em thiếu cái nội lực. Nếu em luyện được cái cột hơi của em vững hơn á, thì em sẽ làm được những điều gì em muốn. Nhưng bây giờ thì anh đang cảm giác là nó hụt hơi nhiều. Khanh xin hỏi anh Tấn Phong là người đứng kế bên Bách. Anh xác nhận là lúc nãy Phương Thùy có nhìn anh Bách không anh? Lo là anh đàn không sao biết ai nhìn ai. Anh đừng có nói với em là anh đánh đàn, anh chỉ nhìn vô cái đàn thôi nha. Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó. Những khi nhìn anh sao tao biết được. Đùa chứ thật sự ra là hôm nay anh nghĩ là em chuẩn bị tinh thần chưa tốt để chuẩn bị để thi. Thành ra có nhiều hơi nhiều lỗi. Anh cho em cho giờ cho em nói trước được không để em quên. Dạ. Anh Phong nói là em mệt. Chị thấy là em chuẩn bị đầu tư này là rất là kỹ càng. Khi em bước ra em hát, em vừa hát vừa múa, nó làm cho em mệt. Tại vì cái bài dân ca không cần phải múa như vậy. Múa là có vũ đoàn múa rồi. Em chỉ hát nó nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cái cách của em nó dễ thương lắm. Đó là một con gái miền Tây. Nó chỉ thua cái đôi giày của em thôi. Em mang cái đôi guốc thôi là được rồi. Em cầm chỉ cái đôi guốc cao như chị. Bây giờ là 2018 đó. Rồi. Chẳng lẽ miền Tây không biết mang giày cao gót? Mang giày cao gót, nhưng mà cái quần em coi đi. Sao đâu. Em thấy bình thường mà. Cái nhạc dân ca như thế này nè, cần một cái giọng rất là sắc và cái chất kim nó phải nhiều thì nó mới sáng cái bài lên được. Giống như là giọng của chị Phi Nhung,
Đó. Điều đó không phải là sở trường của mình luôn à, nhưng mà mình cố gắng thể hiện nó một cách tốt nhất mà bản thân mình có thể. Anh nghĩ em hát rock sẽ rất là hay luôn. Mấy bài như Trống Vắng sẽ là sở trường của em luôn á. Hãy làm hát thử câu đi nếu như Đông em hát chơi, trống chơi vắng luôn thử đi. Coi. Dạ. Đông hát trống vắng. Mặc cái này mà hát trống vắng mới hay. Giờ đây sao trống vắng nhớ anh em buồn vì sao không thi? Con muốn thử thách bản thân. Không có thử được. Sở trường ông đi sự đoán. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng và vẫn còn hai phần thi phụ nữa trong đêm nay. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Phương Thùy là 57 điểm. Và thứ hạng hiện tại của bạn là bạn đang xếp vị trí số 7. Một lần nữa dành một tràng pháo tay cho Phương Thùy. À, nếu được vào vòng trong nữa thì có thể là Lady sẽ thử thách mình thêm một lần nữa là hát một thể loại không phải là của mình để biết rằng là sức lực của mình sẽ được tới đâu và mình sẽ chinh phục được điều gì. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lơ làng dù rằng tôi chẳng lối chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chạm chất em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới quen. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Giang dở khi tình yêu tôi không xây trên bạc. Tôi đã quen rồi em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi duyên kiếp luôn ngờ giang nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đem đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề chết đời hay dần đời mau. Chào bắt tay cho Vũ Công Tuấn và Mai Đức Thành. Bây giờ là thời gian để các thành viên trong ban giám khảo đưa ra quyết định của mình. Mỗi thành viên trong ban giám khảo sẽ lựa chọn ai là người được đi tiếp. Thí sinh nào có tỷ lệ được lựa chọn nhiều hơn sẽ là người tiếp tục bước tiếp với chương trình. Và thí sinh còn lại đành phải chia tay. Thì Khanh xin mời giám khảo Phương Dung sẽ quyết định trước ạ. Cô chọn Vũ Công Tuấn. Sự quyết định của giám khảo Phương Dung dành cho Vũ Công Tuấn. Anh xin mời giám khảo Phương Dung. Cái bài hát anh hát hơi bị chạy nhịp, nhưng mà em vẫn thích cái tiếng hát của anh, em chọn anh. Tuy nhiên là quyết định của riêng giám khảo Phương Dung là dành cho anh Mai Đức Thành. Bây giờ sẽ là anh Dương Triệu Vũ. À, Vũ rất là có thiện cảm với anh Thành. Anh có một cái giọng hát rất là hay với những cái bài sở trường của anh. Em xin lỗi, em phải công tâm chút xíu.
em sẽ dành cái phiếu của mình hôm nay cho người hát cái bài này tốt hơn, đó chính là bạn Tuấn. Phiếu chọn tiếp theo của Duy Trì Vũ dành cho Vũ Công Tuấn. Như vậy chúng ta đã có tỷ lệ là 2-1 nghiêng về Vũ Công Tuấn. Một lần nữa chúc mừng Vũ Công Tuấn sẽ là người thí sinh cuối cùng được bước tiếp trong đêm nay. Nguyễn Hải Phong. Wow. Bạn wow. Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho bạn phối quá xuất sắc. Cảm ơn nhạc trưởng Minh Khang và ban nhạc Quyền Năng. Yeah. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh một bạn phối quá xuất sắc, chúng ta thấy ngày hôm nay hình như là Yến Nhi chơi một cú quá lớn, đó là cắt phăng luôn đi mái tóc dài, có phải không vậy? Dạ. Dạ cái này thì hơi quá, tại vì cái mái tóc lần trước cũng phải tóc của em. Tóc này dạ? Mới là tóc của em và mọi người make up làm cho nó cá tính hơn tí. Nhưng mà ngày hôm nay nó thể hiện được rất đúng tinh thần của bài hát. Có đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng xem số điểm của ban nhạc dành cho bạn nha. Xin mời quay lại. Wow. Wow. Ngày hôm nay quá nhiều điểm chính dành cho Yến Nhi. Bây giờ là xin mời nghệ sĩ Thu Thủy ạ. Yến Nhi đúng là lột xác thành công đấy em ạ. Bài hát của em mang đến cảm giác rất là vui nhộn. Nói chung về tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Một từ đơn giản, hoàn hảo dành cho phần dự thi này. Chưa hoàn hảo đâu. Chưa hoàn hảo ạ? À? Chưa hoàn hảo, chưa hoàn hảo. Em tự biết nó chưa hoàn hảo chỗ nào. Dạ, em biết ạ. Đúng không? Dạ. Lắm lúc là nó máu quá. Thành ra là mình mất kiểm soát một tí. Bị quét cái đúng không? Dạ. Rồi, nhưng mà không sao, hát nhạc rock mà. Nhưng mà làm chủ được sân khấu vậy giỏi quá rồi. À, nhưng mà phải bùng nổ hơn một tí nữa. Đúng rồi. Có những lúc em lại hoa cỡ chút xíu, đẩy thêm chú chút quen xíu. Á hả? Chắc phải giật tóc móc mắt biết. Hơn nữa hình. Ờ đúng rồi, là tóc này là giật rồi này, móc mắt thêm rồi. Cái này quậy thêm mà phải hả? Ông kia kìa, ông kia à. Đó, trông thì về ông quậy lắm.
Đó đó đó, lát nữa là mình nghe anh Vũ chia sẻ kinh nghiệm nha. Nhưng mà anh phải nói là em đã làm quá tuyệt vời. Em làm thay đổi cả cái suy nghĩ của anh về em. Em quậy được. À, anh thích như này đấy. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Quá tuyệt vời. Rất là hạnh phúc luôn, nghĩa là như đã tiến bộ và thay đổi từng ngày, cảm thấy rất là vui. Chúng ta sẽ xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Yến Nhi. Xin mời. 77 điểm. Yes. Wow. Số điểm hiện tại là 87. Đây là số điểm đã được cộng thêm 10 điểm từ tập thi trước bởi vì bạn là người có số điểm cao nhất ở tuần trước. Chúc mừng bạn. Chúng ta cùng nghe nhận xét của giám khảo Phương Dung. Dạ, con chào Yến Nhi. Người Việt Nam mình á, thường thường á, mấy cô gái á, chân ngắn lưng dài. Nhưng mà cưng á, thì chân dài mà lưng ngắn. Tuyệt vời rồi đó cưng à. Ha? Đã vậy rồi dạ. Hát thì quá là sôi động, xuất sắc, dễ sợ luôn. Ban nhạc ở trên kia rụng rúng hết trơn á con. Hai ông đi chi rồi con. Hai ông đi chi rồi đó, đó. Rồi, chúc mừng con. À, chị không chọn làm người. Em quá tuyệt vời. Chúc mừng em. Đây là một cái bài rất là khó hát. Mà anh thật sự là bất ngờ. Trước anh không thể nào tưởng tượng cái cô gái mà tuần trước hát bài dạ, gì bài đó. Bão lũ và quê em mùa nước lũ. Quê em mùa nước lũ, tuần này là hát bài Lột xác của người Hải Phòng. Không liên quan. Không liên quan gì cả. Cho nên là thôi anh chả biết nói gì hơn ngoài trừ là chúc mừng em. Dạ cảm ơn ạ. Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười. Trong cuộc tình người, hẹn hò nhau đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy. Tình đã mùa trong sương khói, theo cơn gió lùa tàn. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn. Xin tạ lòng người, tình ta cứ không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đau phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này, nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay. Còn nhau giữa cơn mê đầy, khiến hao gầy phụ hết xuân xanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngang. Xin tạ lòng người, tình ta cứ không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đau phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau. Vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đau phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn nhau. Và đó là Tiến Vương với Một Mai Em Đi, một sáng tác của Trường Sa. Bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta xem số điểm của ban nhạc. 1, 2, 3. Anh xin hỏi anh Thảo trước. Cái bài này em hát anh chưa có cảm nhận được cái hồn em thả cho em cái bài này. Lúc nào em cũng ở trong cái tình trạng nó bị căng thẳng á. Có nghĩa là do là em lên nó bị với quá cho nên nó bị xét cái giọng của em. Dạ, cảm ơn anh Thảo. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Thực ra anh
Anh nghĩ là bài này rất hợp với giọng em. Nhưng lỗi này em hát cao hơn khoảng nửa tông so với bản chất giọng của mình. Không cứ hát cao là hay. Đơn giản là nó chạm đến cái tình cảm của người ta. Em bỏ qua những yếu tố kỹ thuật. Chứ như thế này là cái cảm giác là căng từ đầu đến cuối bài. Nó không còn cái tình cảm ở trong đó nữa. Khi em lên cao vẫn dùng bản năng nhiều. Ban nhạc cũng cố gắng đánh cho nó trọn vẹn bài thôi. Nhưng mà bởi vì em hát cứng quá với bài này, nó hơi phí so với cái giọng của em. Đúng là như vậy, phần cao của bài hát này nó có hơi với đối với em. Cái đẩy hơi mình chưa có đủ. Nên là đây là một cái lần để mình rút kinh nghiệm trong cái chương trình này. Em cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Chúng ta cùng xem số điểm của Tiến Vương là 70 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Tiến Vương, Tiến Vương đang xếp hạng thứ 6. Và bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo. Khanh xin mời anh Duy Triệu Vũ. Đúng là ở cái đoạn điệp khúc á, thì nó hơi với tí xíu, cho nên nó làm cho mình cái cảm giác nó chưa có được hết 100% của Tiến Vương. Là tại vì Tiến Vương có một cái giọng nó rất là đẹp và trong trẻo và sáng. Nhưng mà Vũ hy vọng là Tiến Vương sẽ chiến đấu để mà tiếp tục giữ cái vị trí của mình ở trong cái chương trình này nha. Tại vì Vũ rất kỳ vọng vào cái giọng hát của bạn. Em cảm ơn anh rất nhiều. Con xin mời cô Phương Dung. Con hát bài này chưa có đạt được cái ý muốn của cô với cái giọng của Vương đó. Mà như tất cả mọi người nói đó, em tập hát vừa với mình, đừng chứng tỏ cho người ta thấy rằng mình hát giọng cao quá. Con cảm ơn cô rất nhiều. Tuy là cái bài hát này quá sức so với em, nhưng mà em đã quyết định thử thách và em dám làm nó. Nói chung là không còn cái điều gì mà diễn tả được cái cảm xúc của mình lúc này. Mình cảm thấy rất là vui. Cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa cảm ơn phần dự thi của Tiến Vương. Ngày nào đến chăng
mẹ ơi con nguyện. Yến Nhi thân mến, tất cả mọi người đã đứng lên vỗ tay cho bạn. Rất hay, rất cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc chấm bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Wow, một số điểm rất là cao. Anh hỏi anh Trung ạ. Em hát mà anh cũng rớt nước mắt về luôn nha. Cảm động vô cùng. Lần đầu tiên anh cho điểm 10 trong cái cuộc thi nha. Anh thích cái tiết mục này lắm. Cảm ơn anh Trung ạ. Anh muốn nghe chia sẻ của anh Thảo ạ. Cái phần thể hiện của em rất tốt. Đúng ra là anh chỉ cho em chính thôi. Em phải giữ như thế nào khi mà em hát á, em làm cho người ta khóc. Em phải dằn nén cái cảm xúc của em xuống. Em hát mà em khóc em sẽ bị lạc giọng. Cái khúc sau đó em lấy lại rất là tốt. Chính vì vậy mà anh phải cho em 10 điểm thôi. Nhi đã đặt quá nhiều tình cảm của mình vào bài hát này nên có những chỗ không được như ý muốn. Cảm ơn anh Thảo ạ. Khanh xin được hỏi anh Hoàng Bách. Nhi sử dụng cái cảm xúc của mình rất là tốt. Nhưng cái đoạn đầu á thì nói rằng là em đang bị lo lắng. Tại vì em đặt quá nhiều tình cảm vào cái bài này. Đây là một cái bản mashup 3 bài hát. Như vậy là mình tự đánh đố bản thân của mình. Bởi vì 3 cái bài hát dù nó cùng là về mẹ, nhưng cái ý tứ của từng tác giả nó sẽ khác nhau. Và cái lối tư duy của mình nó cũng sẽ bị phân chia ra thành 3 lần. Nên là có những cái đoạn anh thấy em hơi bị băn khoăn một chút. Và anh nghĩ là không phải mình anh nhận ra cái điều đấy. Thì đáng tiếc anh chỉ cho 9 được rồi. Cảm ơn những chia sẻ của ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Yến Nhi là 78 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 3. Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của Phương Dung ạ. Liên tiếp hai thí sinh ra dự thi đều có những giọt nước mắt. Một người là vì tình yêu và một người vì tình mẫu tử. Em hát 3 bài này liên kết với nhau hết sức cảm động. Với cái hình ảnh background là người mẹ của mình. Cô Phương Dung khi mà nói về mẹ hay khóc lắm. Cô 11 tuổi từ Gò Công lên Sài Gòn dự thi ca sĩ. Cô phải có một cái sự ủng hộ rất lớn của mẹ mình. Và vậy mà cô vào tới chung kết. Cái phần trình diễn này cô rất là tán thưởng em. Em hát bằng cả trái tim của mình và một cái sự liên kết quá tuyệt vời với sự hòa âm phối khí của ban nhạc. Rất cảm ơn ban nhạc và cảm ơn em. Một sự thành công của bạn là đã lay động được hết tất cả cảm xúc của tất cả mọi người ở đây. Bây giờ Khanh xin mời danh hài Chí Tài ạ. Anh có lời khen Yến Nhi là bữa nay make up mặc đồ rất là hợp với cái tiết mục của em hát. Và em đã truyền hết cái cảm xúc của em tới cho tất cả ban nhạc, đặc biệt là cái anh thổi kèn. Anh nói mà anh nức nở, thật ra là không phải mình anh đâu mà anh cũng khóc đó. Yeah. Hồi nãy quay trong kiếm cái cô trợ lý tính lấy khăn giấy để chậm chúng thôi, sợ lên hình nó xấu. Nhưng mà thôi nãy giờ nuốt vô luôn rồi. Thật ra là anh chỉ chúc mừng em có một cái tiết mục biểu diễn thật là tốt. Đối với Vũ đây không còn là một cái tiết mục thi nữa mà nó là một cái tiết mục biểu diễn. Em gửi gắm rất nhiều tình cảm vào cái bài hát này. Và cái đoạn mà làm cho Vũ cảm động nhất là chính là bài Mẹ Tôi. Khi mà em hát xong thì anh không cần biết là em có lỗi gì hay không lỗi, nhưng mà cái cảm xúc mà em gửi đến anh á, và một cái sự biết ơn dành cho cha mẹ, đó lý do tại sao mà cả ba người dưới đây đều đứng lên ở ngay cái đoạn cuối. Cho nên tiết mục này em rất thành công, chúc mừng em. Một sự thành công của bạn là đã lay động được hết tất cả cảm xúc của tất cả mọi người ở đây. Đến thời điểm này, điều mà em sợ nhất là không còn nhìn thấy mẹ của em nữa. Nhưng mà ngày hôm nay bạn đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Cái người quan trọng nhất trong mỗi cuộc đời con người đó là người thân mình và đặc biệt là ba mẹ. Thông điệp rất là đẹp đến từ Yến Nhi ạ. Một lần nữa hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn Yến Nhi đã hoàn thành phần dự thi của mình.
chào mọi người. Xin chào tất cả các anh chị đẹp trai nè, đẹp gái của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Và đặc biệt tất cả quý vị ban giám khảo hết sức quyền năng của chương trình. Em tên là Phương Thùy và mọi người thường hay gọi em với cái tên rất là già là Lady. Khi mà hôm nay em được tham gia chương trình rất là rung và rất là sợ. Rất mong rằng tất cả quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ Lady và theo dõi những bước đường của em sắp tới trong chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Trang phục đẹp, giọng hát vô cùng quyến rũ. Và có thể cho anh hỏi là công việc chính của Thùy là gì được không? Công việc chính của em đó là kinh doanh ạ. Wow. Ca hát là một cái niềm đam mê với em. Và bây giờ chúng ta cùng xoay lại để xem các thành viên trong ban nhạc quyết định như thế nào. 1, 2, 3, xin lại. Ok, bạn an toàn, bạn. Có 1, 2, 3 dấu chéo. Anh ơi, anh Bách à, tại sao lại làm một cô gái phải khóc? Em nói với anh đi là em khóc trước đi, trước khi anh làm em khóc đi. Không, thì em có cảm giác là anh sẽ bấm nên em khóc trước. Bây giờ em muốn anh sống sao? Trong hát của em xử lý cái bài này á, nó nhiều lúc em bẻ nhiều quá. Bẻ quá thì những cái đoạn mà nốt anh không nghe được và nó mất hết bài. Đầu tiên em là một cô gái rất đẹp, thứ hai là em là cô gái rất nhiều cảm xúc. Nhưng cái vấn đề là em không kiểm soát được nó. Em để nó nhiều quá là em không kiểm soát được trong các cái câu hát của mình. Các cái câu ngân dung của em là gần như là tiếng nấc vậy đó. Khi em ngân ra em để cái micro xa quá, thành ra là anh không thấy em ngân. Cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách. Bây giờ chúng ta cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Còn giám khảo Phi Nhung ạ. Trước tiên là chị Phi Nhung khen cái dress của em rất đẹp. Trong cái bài hát này thì nói chung xuất sắc thì em chưa có gì gọi là xuất sắc. Những cái nốt vocal của em có rất là nhiều, nhưng mà cái giọng của em thì nó quá dễ thương. Nên khi mà em hát chung với ban nhạc, em phải nghe và em phải quyện theo với cái ban nhạc thì cái giọng hát của em và ban nhạc nó mới hay được. Chị Nhung chúc mừng em. Anh nghĩ anh hiểu được cái cảm xúc. Bây giờ anh hiểu tại sao em lại khóc rồi. Anh nghĩ là tại vì
em đã bỏ cái đam mê của mình quá lâu. Và để kiếm được cho một cuộc sống ổn định, em phải từ bỏ cái đam mê của mình. Và bây giờ em cho mình một cơ hội để yêu lại lần nữa với cái nghề này. Cái giọng em rất hay, rất đặc biệt. Chỉ có cái đoạn mà em lên cao trào, em lên những cái điệp khúc á, nó hơi bị nức nở quá, làm cho em bị không có đúng cái cao độ. Cái bài hát sau, tại em sẽ còn cơ hội để hát nữa, em chưa có thua đâu. Em hãy tiết chế lại, giữ sự bình tĩnh của mình. Và bây giờ là ban giám khảo sẽ lựa bài cho bạn. Chị chọn cho em bài Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Cố gắng lên nha. Một lần nữa cảm ơn Phương Thùy rất nhiều. Cái lúc mà hồi nãy trước khi em thi á, là tự nhiên không biết sao mà em bị cứ cân nấc. Em cứ sợ lên em không có hát được. Nhưng mà may rằng là khi mà lên em vẫn cố gắng, vẫn xử lý được cái đoạn đầu. Nhưng mà cái đoạn sau á là cố gắng hết nổi rồi nên là bị bung luôn. Bị bung thành ra là nó hơi bị nứt một xíu. Mình xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Duy Phương, đến từ Chợ Gạo, Tiền Giang. Hiện tại công việc của mình đang là nghề xây dựng, thực chất là thợ hồ. Từ nhỏ mình rất là đam mê ca hát. Đối với những dòng nhạc bolero, mình muốn mình sẽ đến tìm một cơ hội ở ban nhạc quyền năng. Tuy là mình rất nhút nhát, nhưng mà mình sẽ cố gắng vượt qua những cái nhút nhát đó và sẽ đạt thành công tốt đẹp những gì mình muốn, mình sẽ làm được. Không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắn giọt lệ đây. Em có nghe trời vào xuân chưa? Bên sông từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa. Và đó là thí sinh Nguyễn Duy Phương với ca khúc Mùa Xuân Đó Có Em. Ngày hôm nay làm như là những ca khúc bolero lên ngôi hay sao á? Lên từ xưa tới giờ rồi. Chúng ta cùng quay lại nha. 1, 2, 3. Có 7 dấu chéo à. Anh xin mời nghệ sĩ Tú Hải Phượng. Rõ ràng là cái phần thi hôm nay của anh không được tốt. Anh đã lệch nhịp. Khi bắt vô đã cũng không đúng tông. Cũng rất là tiếc bởi vì cái giọng anh cũng trầm ấm và nó có một cái nỗi niềm ở trong cái giọng. Nhưng mà bởi vì những cái lỗi đó nó quá rõ cho nên là có thể là ban nhạc phải xin lỗi anh. Em hát chinh phô quá. Mà anh thấy nhiều người bấm quá mà anh cũng thương em, anh không bấm thôi. Tại vì anh là người hiền nhất ban nhạc mà. Chú Hương rất là vui mừng sẽ đứng trên sân khấu này. Xin cảm ơn giám khảo rất nhiều. Và anh Duy Phương ơi, cho phép anh được hỏi chút xíu là anh có thể bật mí lý do tại sao anh đến với chương trình không ạ? Cái dòng nhạc bolero là sẽ hợp với mình. Mình sẽ quyết định đến tham gia ban nhạc quyền năng. Thì mình sẽ tìm kiếm một cái mới hay là một cái gì thay đổi cuộc sống mình. Chúng ta sẽ cùng nghe những nhận xét và chia sẻ của ban giám khảo. Con xin mời cô Phương Dung. Cái giọng của em hợp với bolero. Em hát giọng trầm, rõ lời. Không biết là tự gì em hát với ban nhạc này lần đầu tiên, có thể em có một vài cái sơ sót về cái kỹ thuật. Nhưng mà cảm ơn em đã đến đây để dự trong chương trình
ban nhạc quyền năng. Anh Duy Phương có giọng rất là sáng, bắt mic cực kỳ luôn. Anh hát lên là mình cảm nhận được từng lời bài hát rồi từng cảm xúc ở trong đó. Nhưng mà một điều nữa Vũ nghĩ là anh chưa thích hợp lắm với lại cái chương trình này, là tại vì cái chương trình này càng về sau sẽ càng hát thêm nhiều thể loại nhạc khác nữa. Và Vũ nghĩ là anh sẽ bị giới hạn những cái thể loại khác. Ví dụ như đưa anh nhạc rock hoặc là nhạc R&B hay gì đó sẽ làm khó anh rất là nhiều. Em nghĩ là anh đã chạm được trái tim của hàng triệu người rồi. Cho dù anh chỉ hát một bài thôi, nhưng mà cái này được xem bởi cả triệu người dân Việt Nam lẫn trong và ngoài nước. Cho nên là em cũng xin chúc mừng anh đã hát bài đó rất tình cảm và để lại ấn tượng ở trong lòng em. Cảm ơn anh. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất là nhiều. Anh Phương ơi, ngày hôm nay đến đây với chương trình, mặc dù kết quả có như thế nào thì cái quan trọng nhất vẫn là cái niềm đam mê. Và Khanh tin rằng không có sân khấu này thì chúng ta cũng sẽ có những sân khấu khác. Và quan trọng nhất là tiếng hát của anh sẽ mãi mãi được bay cao và bay xa. Và Khanh có một món quà dành tặng cho anh. Đó là Khanh chúc cho anh cầu gì được nấy và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay mình thi không được tốt lắm. Do trái gió trả trời, đau họng, cảm mình cũng không tốt lắm. Tuy là phần thi của mình không được tốt, nhưng mà mình Phương sẽ không bỏ cuộc. Quyết định năm sau, Phương sẽ học rất là kỹ, tham gia chương trình. Xin chào mọi người, mình tên là Đào Phương Ly. Rất là nhiều người nói với Ly rằng là lần đầu tiên gặp Ly và tiếp xúc thì cảm thấy là hơi bị khó gần. Ly ít nói lắm. Nhưng mà khi mà đã quen, đã thân rồi thì Ly sẽ nói rất là nhiều đến mức là bạn không muốn nghe Ly nói. Chuyện như chưa bắt đầu, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhã. Bây giờ mình sẽ quay trở lại và xem ban nhạc như thế nào nha. Một, hai, ba. Có bốn cái dấu ấn: anh Hoàng Bách, anh Thanh Tân và anh Thanh Thảo. Tại sao vừa lên cái nốt cao cái là ba anh còn bấm vậy? Lỗi của em ạ. Tập ca khúc này thì đúng là cái đoạn đấy là cái đoạn làm em chăn trở nhất ạ. Hello em. Đúng như em nói là hôm nay khúc đầu em làm rất tốt, nhưng mà cái đoạn chuẩn bị lên tông, cái feel đó thì em bị lệch cái tông, cho nên là cuối cùng em lại bị sai ngay cái chỗ đó. Em ơi, lần sau khi mà em lên sân khấu á, đừng khớp nữa, em cứ hát thôi. Em đừng có lo về cái tâm lý mà thi nữa, cứ hát hết mình thôi, kể mấy ông đằng sau. Cái dáng dấp trên sân khấu rất là quan trọng. Em có một cái dáng dấp nó thanh thoát. Nhưng mà cô Phương Dung xin lỗi, cô nói cái này, cái bài mà Ly dự thi đó chưa đúng với cái chất giọng của em. Em hát em phải lựa cái bài nào hợp với em thì em mới tỏa sáng được. Cảm ơn cô Phương Dung ạ. Rất là vui khi mà cô khen rằng là mình có sắc, có thanh, là dáng dấp của mình là có được một sự hỗ trợ rất là tốt. Chính vì vậy mà điều này Ly sẽ lưu tâm lại rất là nhiều về phần chọn bài. Không sao, bây giờ là ban giám khảo sẽ lựa chọn cho Phương Ly một ca khúc tiếp theo. Anh Vũ ơi, anh lựa chọn cho Phương Ly một bài hát tiếp theo nhé. Cái này là thiệt là khó, nhưng mà ở trong những cái lựa chọn mà Vũ có để chọn cho Phương Ly thì Vũ nghĩ cái bài này nó sẽ thích hợp với em nhất. Trái tim không ngủ yên. Dạ. Nha. Dạ vâng ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Okay. Phải nói rằng là ở phần thi đầu tiên, Ly cảm thấy rất là áp lực. Chính vì vậy mà Ly đã có một số sai sót trong cái bài hát của mình. Em xin chào quý vị khán giả, em tên là Hải Phương. Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ thi một cuộc thi ca hát nào hết. Nhưng mà ba mẹ em thích chương trình Ban Nhạc Quyền Năng quá, cho nên là xúi em đi thi. Em đến với cuộc thi này với châm ngôn là vui là chính mà dính là chui. Cho nên là rất là hy vọng là sẽ được giao lưu và nếu mà vào sâu thì càng tốt, để cho ba mẹ em có thể theo dõi em hàng tuần trên TV. Cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình. Sao quên đi những tháng nào em đêm hạnh phúc trong tầm tay, mơ phương xa nơi cũ hương, tiếng còi tàu sẽ tan cõi lòng xót xa khi mảnh đời về đâu đêm tới. Mong manh khói sương vẫn là ngọn dấu hay vô tình. Sao quên đi những tháng năm, bao người chờ đến tận nào hay. Đôi khi nghe trong xót xa, tiếc thời gian đã trôi qua mau. Hãy quên đi ngày xưa,
chợt bừng tỉnh giữa cơn mê. Giấc từ dĩ vãng mãi trôi, sao thương chi kiếp tội tình. Giấc từ dĩ vãng mãi trôi, đã xa rời xa quê nhà. Giấc từ quên đi cay đắng, quên đi giọt nước mắt rơi. Giấc từ ra từ dầu là chẳng có chi nữa. Ra từ dĩ vãng mãi trôi, sao thương nắm ấp tình đồng. Ra từ dĩ vãng mãi trôi, đã gieo sầu vương mắt ai. Ra từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi. Ra từ ra từ gì vẫn giữ qua trong mê. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình mà biết riêng tặng anh. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không chết anh nữa, chẳng trách anh nữa. Phương với liên khúc Giá từ dĩ vãng và Một thời đã xa. Phương ơi, Khanh có một điều chia sẻ là với một bờ vai như thế này là anh Hoàng Bách chắc chắn anh không bao giờ bấm. Em cảm ơn anh Hoàng Bách. Rồi bây giờ mình coi coi có phải đúng không ha. 1, 2, 3, xuất lại. Không một dấu chéo nào hết. Vui quá, được vào vòng trong rồi. Anh Bách, tại sao lại không bấm? Đôi khi có một ánh mắt mà níu giữ nhau cả đời. Nữa là một cái bờ vai nó to hơn cái ánh mắt rất là nhiều. Anh Bách, anh vẫn chấm vì cái bờ vai. Rồi bây giờ hỏi người khó tính nhất trong ban nhạc, đó là nhạc trưởng nhạc sĩ Minh Khang. Đầu tiên là anh khen em là em đã lột được cái bài này không giống với lại nữ ca sĩ Phương Thanh đã thể hiện thành khúc này. Nhưng mà em xử lý cái phần đoạn điệp khúc với lại đoạn A nó giống nhau quá. Nên đó là một cái khuyết điểm. Chắc là nhờ cái bờ vai của em nên em được ưu ái đấy. Dạ, cảm ơn nhạc trưởng nhạc sĩ Minh Khang ạ. Bây giờ chúng ta cùng nghe những nhận xét của ban giám khảo nhé. Em rất là xinh đẹp khi em bước ra là anh đã thấy là cô gái này rất là sáng sân khấu. Cái bài đầu tiên đó, bài Giá từ dĩ vãng đó, em hát lời bị lộn tùm lum hết mà anh nghĩ là em là người biết rõ nhất cái điều đó. Cái điều quan trọng nhất là đang tìm cái tố chất ở trong cái giọng hát cũng như là cái sự dáng vóc, cái tỏa sáng của em. Thì em có cả hai điều đó. Cho nên là đó là lý do tại sao mà ban nhạc để cho em cái cơ hội để mà vào cái vòng trong một cách thẳng thừng như thế này. Thì anh xin chúc mừng em. Em đã làm rất tốt, nhưng mà lần sau nhớ thuộc lời, lần sau sai một chữ là trừ một điểm nha. Cảm ơn chị Vũ ạ. Xin muốn nghe những chia sẻ của chị Phi Dung ạ. Giọng của em rất đẹp, rất cao, lên nốt rất là tới. Thì chị mong ở em ở lần sau em sẽ có những cái gì nó khác, nó đặc biệt hơn cho chị. Một lần nữa Khanh xin chúc mừng Hải Phương. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị ban nhạc cũng như là anh chị ban giám khảo đã ưu ái em rất là nhiều. Sau ấy tới hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thềm. Rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở, anh sẽ đến thăm em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ.
mong đến ngày được gặp anh. Bao trong mong ngày Chủ nhật đã đến rồi, trời sao không nắng, chỉ sợ trời mưa cho anh ngày không tới để mình em đêm thương dài. Thật là xinh. Đây công viên chốn hẹn hò, chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên ngôi. Anh hãy nói đã yêu luôn một lòng chung thủy, dù đời vẫn đổi. Trông thấy anh cùng ai bước chung đường, người đẹp của anh bên anh màu áo tím, em nghe qua chua cay, em thương vài con gái như hoa mười giờ nở, chỉ đẹp giây phút ban đầu. Ngày hôm nay Trúc Lai rất xinh đẹp, một tảo dài rất duyên dáng. Khánh thấy ngày hôm nay bạn hát rất tốt, rất là ngọt ngào. Không biết là ban nhạc sẽ cho bạn bao nhiêu điểm? Chúng ta hãy cùng xoay lại nhé. Dạ vâng. 1, 2, 3. Số điểm của ban nhạc là... Khánh xin hỏi anh Quang Trung ạ. Em hát tốt, anh nghĩ cái dòng nhạc này là rất phù hợp với em. Nhưng mà cái sự chuẩn bị của em chưa được hoàn chỉnh dữ lắm. Em hơi lo lắng, hồi hộp đó. Cảm ơn Quang Trung ạ. Để ý nha, bình thường mà lấy được điểm chính của anh Trung khó lắm. Hỏi gì thôi. Khánh xin mời anh Minh Khang ạ. Cái gì hát cũng được hết vậy em? Thôi thử tập sau em hát một cái ca khúc nào rock lên thử coi, cho anh em tụi anh nghe được cái giọng của em. Em quá hay, em dạ, quá xuất sắc. Em có được vào hay không? Các anh đứng đợi cho em vào để em thể hiện một cái bài ca khúc nhạc rock gì đi nhờ. Đồng ý nha. Chúc mừng em, cố gắng lên tập sau. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn các thành viên cho ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Trúc Lai là, xin mời, 66 điểm. Thứ hạng hiện tại của bạn là vị trí đầu tiên cùng với Khắc Minh. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe ban giám khảo chia sẻ như thế nào nhé. Khánh xin mời anh Dư Trị Vũ. Hôm nay em mặc một cái áo dài rất là đẹp, và khi mà em đứng hát nhìn nó sang trọng, và kể cả cái thần thái của em nữa, nó giống như là em đã hát bolero là bao nhiêu năm nay rồi đó. Nó có một sự thoải mái, ung dung, tự tin lắm. Và kể cả giọng hát cũng rất là điêu luyện, tại vì bolero là một trong những cái thể loại rất khó hát. Tại cái hơi của mình nó phải đầy đủ, và những cái nốt mình phải hát thật quen thuộc, mình mới có thể luyến lấy cho một cách trọn vẹn được. Và em cũng có nghiên cứu để mà làm sao cho cái bài này nó khác hơn. Nói chung đây là một cái phần thi anh rất là ấn tượng. Ấn tượng là vì em không chuyên về cái dòng này mà em lại hát một cách trọn vẹn và hay như thế. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Vũ. Còn chị Phi Nhung mà lúc nãy Khanh ngồi trong thấy chị hát theo rất là say mê. Cái giọng của em á, phải nói là ngọt hơn mía lùi luôn á. Wow. Nó ngọt lắm luôn. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn giám khảo Phi Nhung mà. Cảm ơn các thành viên và giám khảo rất nhiều. Một lần nữa chúc mừng Trúc Lai. Đây là lần đầu tiên mình hát bolero.
Bởi cho nên là có một cái sự khó khăn nhất định về cái làn hơi và cách luyến lấy. Mình mong là vòng tiếp theo mình sẽ được vào để mà sẽ có thêm một cái thử sức mới và một cái dòng nhạc mới nữa. Một anh chàng rất đẹp trai. Chắc là các anh ban nhạc ganh tị với bạn lắm. Để xem mấy anh cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Xin mời số điểm đến từ ban nhạc. Wow. Khanh xin mời anh Khoa. Hôm nay em chuyển thể lại em hát, anh thấy cũng rất là hay. Em đã giải quyết tốt về phần bài Về đâu mái tóc người thương, rất là tốt. Nhưng bài qua bài Lý Mỹ Hưng có em có vài nốt nó hơi non với lại nó cũng chưa đúng lắm, nhưng mà anh rất là khuyến khích em đã có hôm nay có cái vượt bậc khác. Chúc mừng em. Cảm ơn anh Khoa ạ. Đối với anh hôm nay em làm rất tốt. Thực ra hai cái bài này đối với nó ghép vào với nhau nó không quá khó. Nó cùng tông, nhưng mà cái sự tự nhiên để mà người ta mặc định, người ta quên đi cái việc là em đã từng hát những dòng khác trước thì đối với anh nó vẫn còn một chút gợn. Giọng của em so với cái chất này nó vẫn còn hơi cứng một chút xíu. Em đã cố cái tình để làm nó mềm đi rồi. Nếu mà em hát nhiều thì anh nghĩ là nó sẽ biến mất những cái điều đó. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Chúng ta cùng xem tổng số điểm của Tiến Vương là 76 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Tiến Vương là bạn đang đứng ở vị trí thứ 3. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Khanh xin mời anh Duy Trị Vũ. Mọi người quên mất một điều á, là đây không phải là sở trường của Tiến Vương. Tiến Vương đâu phải là sở trường hát nhạc bolero đâu. Mà hôm nay còn thêm một bài Lý Mỹ Hưng vô trong đó nữa. Em hát rất ngọt ngào. Nếu như mà không có để ý là có thể nghĩ là em đã hát nhạc bolero từ rất lâu rồi. Và cái này không phải dễ hát chút nào hết. Chỉ cần nghe cái câu cuối cùng tiếng lá rơi thềm là đối với Vũ là đã đủ 10 điểm rồi. Bài Về đâu mái tóc người thương Tiến Vương hát rất tốt. Chỉ có một cái điều cô muốn nói, hát làm sao không cho người ta biết mình là người Nam hay là người Bắc. Nhớ em tôi gọi tên, yeah. Chứ không có nhớ em tôi gọi tên là người ta biết mình người Nam hát. Nó khó cái phát âm chỗ đó nha. Cái Lý Mỹ Hưng qua cũng rất là hay. Và cái câu chót đúng như Dương Triệu Vũ nói, con xuống rất là nhẹ. Đẹp lắm. Và một lần nữa thì em rất là cảm ơn ban nhạc đã ủng hộ em hoàn thành tốt bài dự thi vừa rồi, cũng như là em cảm ơn sự góp ý của ban giám khảo cũng như là tất cả các bạn khán giả luôn ủng hộ em hết mình. Em xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và một lần nữa chúc mừng Tiến Vương. Thôi nhé em đừng nhiều hơn sầu, đừng thương tiếc để rồi xa xôi. Đừng trách chi đã lỡ duyên đời, hai chúng ta đi hai đường, chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ôm ấp chi một định mệnh buồn, để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm ngùi. Tình yêu mất đi còn đâu. Anh đâu lỗi hẹn mà đời lại xuôi ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi, tình lỡ ước mong
sáng sớm. Thôi nhé em, đừng buồn làm gì. Dù thương tiếc vẫn là biệt ly. Đời cớ sao lại lắm u sầu, em khóc môi duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng nhau. Đời cớ sao lại lắm u sầu, em khóc môi duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng. Xin chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và bây giờ sẽ là quyết định của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Chí Tài hãy đưa ra quyết định của mình. Các Minh thì hát rất là tình, nhưng mà anh thấy cái cậu bằng áo sơ mi này hát nó có vẻ mộc mạc hơn tí. Anh sẽ chọn cái cậu bằng áo sơ mi. Một phiếu chọn của nghệ sĩ Chí Tài dành cho Vũ Công Tuấn. Khanh xin mời cô Phương Dung. Cá nhân cô thì cô chọn cái người mập cà phê sữa. Một phiếu chọn của giám khảo Phương Dung dành cho Khắc Minh. Như vậy là tỷ số đang là một đều. Người quyết định sẽ thuộc về anh Dương Triệu Vũ ạ. Cái bài này hai bạn hát thì mỗi người một màu khác nhau, cho nên mình khó để mà mình đo lường lắm. Theo Vũ á, thì Vũ nghĩ là Vũ sẽ dành cái phiếu chọn này cho Khắc Minh. Chúc mừng Khắc Minh. Như vậy là Khắc Minh đã giành được 2 phiếu chọn trên số 3 vị giám khảo. Như vậy bạn đã hợp lệ cùng bước tiếp với các thí sinh còn lại vào vòng trong. Và chúng ta đành phải nói lời chia tay với lại Vũ Công Tuấn không sao. Và chúng ta vẫn luôn luôn nhớ một tiếng hát, một ngoại hình rất là mộc mạc chân thành của Vũ Công Tuấn. Chúc bạn sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và giữ đam mê với nghề. Đặc biệt có thật nhiều kỷ niệm đẹp với ban nhạc Quyền Năng. Anh dầm trường mê mãi, đời chia như nhánh sầu. Phong thư tình ấy dài và vài môi rất mềm, những hẹn hò cuồng quyến trên lối xưa thiên đàng. Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ trong trái vải cô đơn. Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuốm máu, ôi nhắn che rồi trở lại một màu tan mút trời. Oh,
Và đó là Đăng Nguyên, một tiếng hát đã giành được rất nhiều những số điểm tuyệt đối từ các thành viên trong ban nhạc ở tập trước. Chúng ta cùng xoay lại xem số điểm của ban nhạc nha. 1, 2, 3. Wow, rất nhiều điểm chính. Và đầu tiên, Khanh xin được hỏi anh Hoàng Bách. Hôm nay thì em có một cái phần trình diễn rất tốt, không có điểm gì để chê cả. Nhưng nếu để có gì để nhớ, để người ta suýt xoa, để người ta ồ hòa lên thì hôm nay là hơi tiếc là nó chưa thấy. Lần trước đặc biệt hơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Còn anh Khoa ạ. Em hát rất tốt, tròn trịa. Ngay từ đầu nó chính xác. Nhưng em bị một cái là bài này em xuống nhưng nó thấp á, nó hơi mờ. Bài này em hát vẫn chưa đủ lấy điểm 10 được. Cảm ơn anh Khoa. Cảm ơn. Tổng số điểm dành cho Đăng Nguyên, xin mời. 78 điểm. Đây là số điểm đã được cộng vào 10 điểm ở tuần trước bạn đạt được. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của anh Dư Triệu Vũ ạ. Khi hát Bossa Nova đó, đối với Vũ là Đăng Nguyên hát nó còn bị hơi cứng nhắc tí xíu. Và giọng nó cũng hơi bị mạnh. Có thể nó phải có nhiều cái nuance tí xíu. Mình cứ đều thì nó làm cho cái bài Bossa Nova nó sẽ không có cái điểm nhấn. Nhưng mà cái điểm này rất cao mà bạn còn được thêm bonus 10 điểm nữa. Cho nên chắc cũng không có gì phải lo lắng đâu. Cố lên. Cảm ơn Dư Triệu Vũ ạ. Cảm ơn. Còn cô Phương Dung ạ. Cái bài này đó, Đăng Nguyên hát á, đối với Nguyên dễ dàng lắm. Nó không có cái gì để cho con show ra cái giọng của con và cái tài năng của con. Không có cái gì để cho mình cạnh tranh với những người sau mình nè. Bởi vì vô tới vòng này rồi phải là một cái tay bản lĩnh lắm. Nếu có cơ hội đi tiếp vào những vòng sau, Đăng Nguyên sẽ cố gắng chọn những cái bài phù hợp nhất với lại khả năng của mình để có thể là thỏa lòng ban nhạc cũng như là các vị giám khảo. Ban nhạc cho 9 điểm đó là ưu ái lắm rồi đó. Cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa cảm ơn Đăng Nguyên đã hoàn thành phần dự thi của mình. Thank you.
sầu thương sao chẳng vơi. Bạn tình chúng ơi, sao bồng ngàn lời cũng ta ly biệt thôi, đành từ đây dở dàng sao đã bay xa mang theo điều. Hãy cùng xem số điểm của ban nhạc dành cho Trúc Lai. Xin mời xoay lại. Khách xin mời chia sẻ của anh Công Thanh ạ. Phần dự thi của em á, thì màu sắc phong phú. Cái đoạn ca cổ, một người không phải chuyên về ca cổ mà em hát vậy là tốt rồi. Nhưng mà cái ao em là bị sơ le với mọi người. Không biết Hoàng Bách thì sao ạ? Trong cái phần trình diễn của Lai á, thì rõ ràng là nó chưa phải là hoàn hảo. Cái vấn đề là Lai đã làm được tốt các cái thể loại khác nhau. Ngoài ra bạn không phải là người Nam Bộ, anh đánh giá cao ở phần đó nhiều nhất, chính vì thế anh đã cho điểm tối đa. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn các thành viên trong ban nhạc. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để cảm ơn sự hỗ trợ của nghệ sĩ guitar phím lõm Duy Kim. Bây giờ sẽ là tổng số điểm của Trúc Lai. Xin mời. 86 điểm. Thứ hạng hiện tại của Trúc Lai là xếp vị trí thứ hai. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của ban giám khảo. Em ngâm thơ đã hay rồi á, em hát xuống câu vọng cổ rất là mùi. Em vẫn là cái ngục tù giam cái trái tim anh chồng. Trời ơi. Một lần nữa cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và xin chúc mừng Trúc Lai đã hoàn thành phần dự thi đầu tiên của mình. Oh.
câu mãi đầy mà chành lòng non với nước non. Tôi nhớ người em vì già gặp bên chợ Đông Ba, lần ghé miền Trung yêu thương, theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương. Non lá che khuất mắt biếc, cặp sách sớm trưa chiều, đi học đồng khẩn qua cầu Trường Tiền. Ôi tà áo trắng tóc thề sẽ xuyên, chúng qua chợ Đông Ba để thấy người em năm xưa buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương, để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn, không nhớ lúc trời sang đông. Để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn, không nhớ lúc trời sáng đơn. Đó là Vũ Công Tuấn. Ngày hôm nay chúng ta không còn thấy Vũ Công Tuấn lịch lãm với những bộ vest thon nữa mà là một chiếc áo dài. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc dành cho bạn bao nhiêu điểm. Xin mời. Wow. Có một điểm chính duy nhất đến từ anh Hoàng Bách. Khanh xin mời anh Bách. Với tư cách là một ca sĩ thì Bách nghĩ đây là một bài hát khó. Và Bách không đánh giá đây đang là một phần thi mà là một phần trình diễn. Bạn ấy đưa Bách về Huế thực sự là vậy. Đôi khi hát không phải là cứ phải khoe thật là nhiều kỹ thuật, phải khoe những cái nốt quá chót vót, cái hơi quá dài. Thì hôm nay Tuấn đang làm rất là tốt, bởi vì bạn ấy giữ được cái phần tĩnh trong cái hơi của mình và lên xuống rất là đầy đủ. Cái tình cảm cũng căng đầy trong cái bài hát này, đúng cái cách mà Bách hiểu về một bài hát mang âm hưởng Huế. Đây là phần trình diễn Bách thích nhất từ đầu đến giờ. Đây là phần này. Dạ thì em xin cảm ơn anh Bách rất là nhiều. Anh Bách đã cho em số điểm rất là cao. Tuấn ơi, nếu Khanh nhớ không nhầm là bạn là một trong rất ít thí sinh từ đầu chương trình đến giờ mà anh Bách anh khen từ đầu đến cuối như vậy. Xin mời anh Thanh Thảo. Cái đoạn đầu của em thì em làm rất là tốt, nhưng mà khi mà em thể hiện cái bài này anh chưa có cảm được cái cảm xúc, nó chưa có được đông đầy. Bài này em chưa có đặt một cái điểm nhấn cho nó thật là rõ để cho người ta có thể thổn thức. Dạ cảm ơn anh Thảo ạ. Chúng ta cùng nghe nhạc trưởng Minh Khang chia sẻ. Theo tôi nghĩ anh Bách cũng đúng và anh Thảo cũng đúng. Anh Bách đúng khí cạnh một người ca sĩ, là những cái hò Huế, những cái ngũ cung hát cực kỳ khó. Còn đứng với khí cạnh mà của anh Thảo ở đây thì đúng, nhưng mà những cái đoạn đầu, cái hò đầu tiên em chưa thực sự tập trung. Em hò nó chệch ra nhịp và nó lạc kể cả giọng. Và sau khi đó em bắt vào tôi rằng là em nghĩ quá nhiều đi, và em làm tuột cảm xúc cho đó. Cái giây đầu tiên là phải lấy được cảm xúc liền. Thôi cố gắng lên. Bây giờ chúng ta xem tổng số điểm của Vũ Công Tuấn là bao nhiêu nhé. Xin mời. 66 điểm.
Và thứ hạng hiện tại của Vũ Công Tuấn là... Wow, bạn đang đồng hạng 3 với Khắc Minh, Trúc Lai và Phạm An Tuyên. Bây giờ hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Đầu tiên Khanh xin mời cô Phương Dục. Cái thứ nhất tôi không đồng ý với ông nhạc trưởng nói là hò không đúng. Cầu ni hò rất đúng với đúng hò rồi. Máy đầy của người Huế. Chồng tôi là người Huế. Con đồng ý với cô. Hát đúng với giọng miền Trung. Ờ ni cái không nói là cái giọng ngắm nó không đụng. Chưa có mượt, chưa có ngọt, ngọt ngào. Không, hay rồi. Nó dài như vậy. Nhưng còn thiếu cái ngược ở đây là cái nuang. Cái lớn nhỏ cô như bản thân cô Dung vừa rồi hát á. Cô hát có nuang. Thả nhỏ. Bạn thí sinh chưa được cái nuang cái chỗ đó. Nhưng mà cho con người ta 6 điểm là quá hẹp hòi. Đúng chứ xác. Quý vị có thấy bây giờ mới thấy là ban giám khảo là dễ tính hơn ban nhạc không ạ? Cái điểm 6 này nó hơi trong ban nhạc này có 3 người dễ thương thôi. Thứ nhất là Hoàng Bách. Thứ hai là ông Thanh đánh trống. Thứ ba là Hình Phong. Là dễ thương hồi nào cho điểm cũng cao. Như vậy thì với phần thể hiện này theo cô là như thế nào ạ? Rất tốt. Ban nhạc chơi rất hay. Cái hò máy đẩy em vào rất là tốt. Cô tưởng là My là người Huế. Cảm ơn em. Anh mời anh Duy chị Vũ. Vũ cũng đồng ý với lại cô Phương Dung. Có lẽ là ở trên đó mình nghe hoặc là mình sẽ không cảm nhận được rõ bằng Vũ và cô Phương Dung với chị Phi Nhung khi mà ngồi trực diện và cái loa nó cũng thẳng vô lỗ tai của mình như thế này một cách hoàn hảo nhất. Cho nên là đối với Vũ á, là khi cái câu hò đó là đã lấy được điểm rồi, Vũ nghe là Vũ không có thấy có một cái sự sai gì nhiều hết. Nếu như mà mình nghe mà mình bị lệch thì Vũ nghĩ là điểm 7 cũng đã hợp lý rồi. Điểm 6 này Vũ nghĩ hai anh hơi hẹp hòi tí xíu. Vũ ơi em không hiểu rồi, hai ông kia là cua con gái người Huế mà không có được nên bại. Bây giờ là bị ám ảnh bởi nhạc Huế. Nói chung đối với Vũ là đây là một tiết mục rất là tốt và chuyển tải được cái hồn Huế vào trong cái cả khúc ni. Đúng không cô? Tới vậy đó. Chị rất là đồng ý cái cách góp ý kiến của anh Bách. Em hát nó rất là bình tĩnh, nó rất là sang trọng. Và câu hò nghe vô cũng dễ thương. Mà nghe em hát thấy nó thoải mái lắm. Một lần nữa cảm ơn ba thành viên trong ban giám khảo rất nhiều. Và chúc mừng Vũ Công Tuấn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Con xin cảm ơn cô Dung. Cô Dung đã binh vực cho con. Em cũng xin cảm ơn anh Vũ và chị Nhung rất nhiều. Xa anh rồi, còn đâu
ai tình xa em đi rồi. Người ơi còn thương chi nữa, giết chết thơ ngây em khóc cho em đêm nay, ai khóc cho em ngày mai. Em khóc cho em đêm nay, ai khóc. Ngày hôm nay tất cả các bạn thí sinh đã hoàn thành rất tốt phần dự thi của mình và An Tuyên cũng vậy. Bây giờ sẽ là thời gian để các thành viên trong ban nhạc chấm điểm. Xin mời. Và bây giờ sẽ là những chia sẻ của anh Khoa. Bài này thật ra em hát an toàn quá. Thứ hai em cũng có rất là nhiều nó thấp của em, nó không có được tốt. Cái đoạn B của em xử lý không ra. Với lại cái đoạn cuối cùng sao em tự nhiên em nhảy lên cái nốt đó chi vậy? Em bị trừ cái nốt nó nhiều lắm á. Dạ. Bảo đảm ở trong đây có nhiều người trừ em cái nốt đó. Có thể anh Khoa có trừ điểm nốt đó không ạ? Phải trừ chứ. Đã hát nhẹ như vậy rồi tới đoạn đó đừng có lên cái chỗ đó nó không có giống ai. Nhưng mà nói chung em hát vậy là hôm nay là có phần trình diễn em cũng tương đối tốt. Cảm ơn anh Khoa ạ. Cái bài hát em trình bày theo thấy thì vẫn an toàn. Có những cái nốt trầm của em xuống anh chưa có thỏa mãn. Cảm ơn Minh Kha. Không có bài dễ hay khó, chỉ có là người có trình độ xử lý cho nó làm sao hay hay là dở. Thì chị thấy hôm nay em xử lý bài thực ra là rất tròn trịa. Đúng là nằm trong cái vùng an toàn của em. Thế nhưng ở trong vòng này thì tất cả các anh các chị đều kỳ vọng vô em, bởi vì em có một cái giọng rất là đẹp. Cho nên đôi khi cái sự kỳ vọng nhiều quá làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Do đó là chị nghĩ rằng là nếu em còn có thể đi được vào trong vòng trong nữa thì hãy bùng nổ hết sức mình, hãy làm tất cả những gì mình muốn. Chị chỉ chia sẻ với thôi. Cảm ơn chị Phượng. Cảm ơn chị ạ. Khanh xin mời anh Thanh Thảo ạ. Ở đây anh có hai phần, phần nghe và phần nhìn. Phần nhìn thì anh cho em thêm một điểm về phần nhìn. Hôm nay em có một cái đầm rất đẹp, nghe cái màu anh rất thích. Dạ. Về phần nghe thì anh nghe nó có cái độ ngọt giống như em rót mật vào tai á. Chúng ta cùng xem tổng số điểm của Phạm An Tuyên, xin mời. 76 điểm, thứ hạng hiện tại của Phạm An Tuyên là bạn đang xếp ở vị trí thứ 6. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Con xin mời cô Phương Dung ạ. Cái bài Chuyện Tình Không Suy Tư của Tâm Anh, một trong những bài nổi tiếng, trữ tình tự sự. Thành ra em phải biết chia để em hát giống như mình đang kể cái chuyện của mình. Ai khóc cho em đêm nay, ai khóc cho anh ngày mai. Đó, đại khái cái câu đó. Cái câu đó là cái câu ăn tiền nhất. Bữa nay Tuyên hát không bằng mấy cái kỳ trước, nhưng mà dù sao đi vào vòng này rồi, tất cả các em đều hay. Rất khó cho ban giám khảo khi mà chấm các em. Đó là chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ. Em có một cái giọng rất là nội lực và kỹ thuật. Hình như anh có góp ý em là mình hát cho nó đơn giản đi. Nhưng em nên nhớ một điều, tùy theo cái hòa âm. Cái hòa âm hôm nay nếu mà em biết khéo xử lý, biết sử dụng cái cảm xúc của mình, thì cái bài hát này bữa nay em là tuyệt vời luôn. Tại một cái hòa âm này rất là nhẹ nhàng, rất dễ cho em để phô trương cái giọng của em và cái cảm xúc của em. Em là tình yêu mới vừa hôm qua mà nay nó cứ dày dày, nó không có cao trào. Có những lúc em phải kể lể, em phải nghiên cứu cái đó. Quan trọng cái hòa âm. Anh nhắc em vậy thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. Khi mà một cái bài hát nó hoàn toàn mới đối với Tuyên thì nó cũng sẽ tác động một phần đến cái phần trình diễn của mình. Và có thể đó là những cái mà Tuyên chưa hoàn hảo, thì đó là những cái lời góp ý rất là đúng mà An Tuyên cần phải xem xét để mà mình tốt hơn trong những cái con đường nghề nghiệp tiếp theo của mình.
vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển dầu. Vì em mất đôi mắt anh, mùa xuân đã qua rất nhanh, còn trong nỗi đau tuổi dậy. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông, em như sông vắng trong xanh thầm lặng. Một tràng pháo tay dành cho thí sinh Trúc Lai với ca khúc Bên Em Là Biển Rộng. Chúng ta hãy cùng xoay lại xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Số điểm là... Wow! Bây giờ mình sẽ hỏi nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Cái giọng bạn rất là đẹp và ngay những cái xử lý đầu tiên đã làm hút hồn các khán giả. Phượng rất là lo ở cái phần sau là khi bạn lên tông. Đáng lẽ là phải cho điểm 10 bởi vì... ban nhạc đã đỡ rất hay. Em thật sự là em rất là bất ngờ khi mà ban nhạc có thể làm được cái điều này luôn. Là tại vì sau cái phần hát, lúc mà sau cái đoạn mà rất là dữ dằn mà chuẩn bị đổi qua đoạn lắng đó, là bạn này bắt một cái tông cao hơn hoàn toàn cái tông đang hát. Và ban nhạc lại vừa kịp đánh đúng cái tông bạn đã bắt lộn luôn, mà bạn vẫn có thể hát đủ cái cao độ để hát cái tông cao hơn. Em nghĩ cái đó là cái điểm cộng đó. Đúng rồi. Trong cái khả năng, cái tài của em đã lèo lái cái lỗi của em từ lỗi thành không lỗi. Khán giả có ai biết đâu. Mà em lên một cái rất là hoàn hảo. Thì anh em chúng tôi thì em hát tông này thì phải đeo theo cái đó nguyên tắc rồi. Khi bước trên sân khấu là nhạc công là phải đỡ cho ca sĩ. Để mà được trong ban nhạc quyền năng thì em phải lao động hơn nữa nha. Chúng ta cần phải tự cho nhau thêm một tràng pháo tay nữa. Dạ đúng rồi. Em thật sự cảm ơn anh chị đã cứu em không những một lần mà là hai lần. Cảm ơn các thành viên trong ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Trúc Lai là bao nhiêu. Xin mời. 70 điểm. Và thứ hạng của Trúc Lai là vị trí số 3. Xin chúc mừng Trúc Lai. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe nhận xét của ba vị ban giám khảo. Con xin mời cô Phương Dung ạ. Quá tuyệt vời. Một người ca sĩ cần có thanh trước sắc sau. Mà em có hai yếu tố đó. Mà trong tương lai á, phải biết chọn bài cho đúng với cái giọng của mình. Em không nổi tiếng thì cô Phương Dung rất là buồn. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Vũ rất là khâm phục cái tài năng gọi là perfect pitch của anh Khoa. Anh nghe cái nốt, anh biết là em đang hát cái tông nào luôn. Không có một cái sự mà giống như là chân hưởng khi mà phải đoán nữa. Anh đánh vô chính xác luôn. Cho nên nếu như người mà không có nghe quen á, là sẽ không biết là em sai luôn. Vừa rồi là một phần dự thi rất thành công của thí sinh Trúc Lai. Một lần nữa chúc mừng bạn. Em trình diễn xong thì ban giám khảo đã biết là mắc lỗi rồi. Nhưng mà đã dành cho em, đặc biệt là cô Phương Dung, đã dành cho em những cái lời khen hết sức là có cánh. Thật sự em rất cảm ơn cô. Cô đã tiếp thêm cho em cái động lực để mà em phát triển trên con đường sự nghiệp. Và em mong sau này em sẽ
được như những lời cô nói là sẽ thành một ngôi sao. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời. Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi. Lo cho số phận, lo cho duyên mình, sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi tan, đời không ai một lần. Quên biết rồi thank you.
3-4 tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi. Bàn tay em mẩn mê trượt trên như sáng chế, điều gì làm em thích thú như thế kia? Người ta vẫn nói đó là công nghệ, người ta vẫn nói ô sao hay ghê. Người bên kia trái đất làm từ em biến tật, mà anh chưa mất em xem như đã biến mờ. Đôi khi nhiều quá lại hóa như không, ôi hiện đại quá người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi, đập tan hết những khoảng cách khi ta liệt xa. Hiện đại làm chi em hay, hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện đại làm chi em hay, hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc chuyện mình cứ như là một câu chuyện hài. Thời ta chưa hiện đại. Tân thời, tân thời, tân thời, tân thời cũng có niềm vui. Nhưng con người, con người, con người, con người tân thời không có gì vui. Cái mặt thì luôn cắm cúi, cầm chuyện lại hỏi sao xui. Nói tới nói lui muốn hồi cũng không ai nghe tôi. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, cầm trên tay chiếc phone như ngọc ngà. Điều gì trong đây thế mà làm em say mê? Nhìn em anh chán đôi khi chỉ muốn về. Người ta vẫn nói đó là công nghệ, người ta vẫn nói ô sao hay ghê. Người bên kia trái đất làm gì em biết tật, mà anh chuột mắt em xem như đã biết mờ. Đôi khi nhiều quá lại hóa như không, ôi hiện đại quá người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi, đập tan hết những khoảng cách khiến ta liệt xa. Hiện đại làm chi em hay, hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện đại làm chi em hay, hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc chuyện mình cứ như là một câu chuyện hài. Ai xin nói chuyện với nhau như chúng ta vừa đến với một liên khúc gồm hai bài hát Xích Lô và Tân Thời cùng với phần trình diễn của Trúc Lai và vũ đoàn Phương Việt. Wow, sao mới có mấy phút mà tóc ngắn mà mọc râu nhanh quá vậy? Dạ cái này là chắc không phải cảm ơn đội mất cúp rất là nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho anh chàng Trúc Lai. Anh khen em về cái sự đầu tư về nhân vật của em. Kể cả khi em đứng nó cũng có một cái độ mà nó hơi khệnh khạng chút xíu, chứ nó không có kiểu mà nữ tính nữa. Về cái giọng hát của em thì không có gì để bàn cãi hết. Và em làm tất cả mọi thứ đều rất là chỉnh chu. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh. Đó là những lời khen của ban giám khảo dành cho Trúc Lai. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban nhạc. Với phần trình diễn này, anh Minh Khanh có hài lòng không ạ? Anh chỉ lo là cái lúc em hát cao em có bị rụng sợi râu rồi không. Chứ em quá tài năng. Anh cũng lo cho em những động tác mà em quên những cái nốt, những cái quãng rồi những cái feel ra. Mà thật sự là cả bài em không quên một nốt nào hết. Em biến hóa từ bài trước qua bài này quá xuất sắc. Vòng chung kết đêm nay là các thí sinh thật sự tỏa sáng. Cảm ơn anh Minh Khanh. Một lần nữa cảm ơn. Chúc lại. Dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời. Trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loa vì đời tin xa, tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau. Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả sống đời con ư cơ.
đường nào cho ta. Em ơi em anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, nhớ mong hoài. Em ơi em anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, chờ mong, chờ mong mãi. Trả hết, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời con hư cơ. Con ta đường nào cho ta, con ta đường nào cho ta. Và đó là Vũ Công Tuấn với ca khúc Trả Nợ Tình Xa, một sáng tác của Tuấn Khanh. Ngày hôm nay Vũ Công Tuấn rất khác lạ. Và để ý là từ đầu chương trình đến giờ các bạn thí sinh làm như bài hát nào nó cũng có pha một chút xíu rock, cũng đúng không ạ? Dạ. Bây giờ sẽ là phần cho điểm của ban nhạc dành cho Vũ Công Tuấn. Xin mời. Số điểm của Vũ Công Tuấn là... Khanh xin được mời anh Tấn Phong. Bài này em trình diễn rất là tròn trịa, nhưng mà anh không có tìm thấy cái đột phá gì trong này. Không có sáng tạo, nó không có làm nó giống như bao nhiêu người khác hát nữa. Mong muốn của anh Phong là một cái gì đó khác hơn với phiên bản bài này, đúng, đúng không? Rồi, đúng rồi. Cảm ơn anh Phong ạ. Tuấn hôm nay trình bày cái khúc này, anh là thấy nó mang một cái màu khác. Giọng hát của Tuấn nó khác với lại những cái version của ca sĩ khác hát. Nhưng mà anh cũng đồng những cái đoạn cuối em chưa có đột phá. Cái vấn đề đây là bạn ấy yêu không nhiều bằng anh, cho nên là chỉ tới mức đó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tổng số điểm dành cho Vũ Công Tuấn là... Xin mời, 67 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Vũ Công Tuấn là... Bạn đang... đồng vị trí thứ 5 cùng với thí sinh Đinh Trường. Bây giờ sẽ là thời gian của ban giám khảo. Khánh xin mời anh Dương Trị Vũ. Thiệt ra khi mà Vũ thấy cái số điểm này, Vũ cũng không ngạc nhiên, nhưng mà Vũ cũng không có đặt cái kỳ vọng quá cao, là tại vì Vũ biết đây không phải là sở trường của bạn. Thì lúc đầu Vũ nghe, nhất là cái câu mà em ơi em anh không thể đó, là nghe cái cách của Tuấn xử lý nó khác hoàn toàn những người khác. Em cũng là một trong những thí sinh mà đã định hình được cái phong cách của mình, và bây giờ em đang dạo chơi với những thể loại khác. Nhưng mà Vũ chỉ hy vọng là lần sau khi mà em dạo chơi đó, thì ví dụ như em qua Nhật thì cũng ráng mặc kimono cho nó hợp lý hơn tí xíu nha. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng rất đáng yêu. Thì nói chung là anh cũng chúc mừng em. Em đã thử thêm một thể loại khác để biết là em đừng nên hát cái thể loại này nhiều. Chúc mừng em. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Vũ Công Tuấn. Bây giờ là thời gian để bạn trở vào bên trong, chúng ta chuẩn bị cho phần thử thách tiếp theo. Bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói, cũng xem như không mà thôi. Biết sao đêm dài cho quen với nồng cay, yêu cho thấy bao lâu đã chỉ còn lại trang giấy. Dẫu bước xanh còn đây hứa cho nhiều, dù bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói, cũng xem như không mà thôi. Những ân tình em đong bằng nước mắt, khóc cho đây hai chữ tình yêu. Vẫn hương nồng em xem tựa tấm áo đã thay màu ân ái từ lâu. Những nẻo thề yêu đương dễ đứt khiến bao chiều
chiều trên bến Tịch Liêu vẫn còn tàu sân ga buồn heo hắt thiếu anh lòng em thấy quạnh hiu. Xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường khuya. Xưa vui thấy trăng không mờ, lòng buồn nên trăng u. Phạm An Tuyên với ca khúc Ảo Ảnh. An Tuyên ơi, tất cả mọi người đứng lên nhún nhảy vì bạn rồi. Bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta xem điểm đến từ ban nhạc. Xoay lại. Wow. Ôi, 10 luôn. Chúng ta có một điểm 10 duy nhất đến từ anh Thanh Thảo. Nhưng trước khi Khanh hỏi anh Thanh Thảo, Khanh sẽ hỏi chị Thu Thủy, một thành viên trong ban nhạc nhún nhảy nhiều nhất từ nãy tới giờ. Khanh xin mời chị ạ. À, chị chúc An Tuyên. Tuyên đã làm cho tất cả mọi người trong khán phòng này cảm thấy có một sức sống mới, rất là rộn ràng, vui tươi. Đó, riêng chỉ có một tí thì tì thôi. Có thể là do ạ? Mình sôi động quá cho nên là có một cái âm vực nó không được hoàn hảo. Nhưng mà em đã làm cho tất cả mọi người đều hòa theo cái bài hát thì chị thấy cái đó là cái thành công của em. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Thủy ạ. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của anh Thanh Thảo. Em chào anh. Anh không có một cái từ gì khác ngoài cái giọng hát của em nó có một cái chất ma mị trong đó. Anh rất thích. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tại sao anh bắt khi mà anh Thảo chia sẻ anh lại không dám nhìn thẳng vào thí sinh vậy anh? tại vì anh đánh ở đây mà anh nhìn lên anh thấy ông đứng ông nhảy từ đầu đến cuối. Không, anh phải nhìn xuống, chị Thu Thủy nhảy còn nhiều hơn. Tại vì anh Khang anh nhỏ quá, anh che mất Thủy rồi. Anh chỉ nhìn thấy mỗi anh Thảo thôi. Vậy là số điểm này anh chấm cho anh Thảo hay là chấm cho An Tuyên anh? Nếu mà anh Thảo không nhảy thì anh cho 10 rồi. Ôi trời. Anh đùa vậy thôi. Nhưng thực ra là điểm 9 là có lý do. Dạ. Anh đồng ý với Thủy. Những cái nốt trầm ban đầu á thì em hơi bị mờ. Về sau là em bắt đầu lựa được cái cách để mà phát âm nó đỡ hơn. Anh chỉ chờ cái kết cuối thôi. Em bị xuống xẻ. Đúng không? Đoạn cuối anh thấy em ngập ngừng một tí là lên hay là xuống. Đó. Có một sự ngập ngừng được. Em đang bùng lửa như vậy, em bùng cho tới hết đi. Thì từ đầu đến cuối anh thấy là em rất là relax với cái âm nhạc này. Anh Khang lại một lần nữa, anh ấy hòa âm hay quá. À không, tiếng bạc của Sơn hay không? Tiếng trống quá hay, tiếng đàn anh ta. Em phải cảm ơn anh Phong đoạn đầu ạ. Có cái guitar cho anh làm tô lên cái đoạn phiêu lịch đầu của em. Xuất sắc. Dễ sợ luôn. Vâng, rất là cảm ơn các thành viên trong ban nhạc. Bây giờ sẽ là tổng số điểm dành cho Phạm An Tuyên. Xin mời. 78 điểm, thứ hạng hiện tại của bạn là vị trí thứ 3. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Cô Phương Dung. Chào An Tuyên. Dạ, con chào cô. An Tuyên đã không làm cho cô thất vọng. Là không uổng cái 10 điểm cô đã cho trong tập trước. Rất là tuyệt vời. Nhất là cái ban nhạc này thôi, 10 người này, người nào đánh cũng hay. Nếu mà yếu yếu mà ra hát á, là chết với mấy cái ông thần này đó các con. Nhưng mà em hát quá hay. Cô Phương Dung rất là ủng hộ những cái mới cũng như là ủng hộ các ca sĩ trẻ như Tuyên. Những cái mà Tuyên làm được thì đều được cô ghi nhận và Tuyên rất là cảm ơn cô. Chị Phi Nhung ơi, chị có thể cho một chút góp ý của mình ạ? Mỗi lần mà ca sĩ nào mà hát hay á, tự nhiên là chị nghĩ tới Minh Khang. Em hòa âm á rất là hay Minh Khang à. Như vậy là cổ nói chỉ có mấy câu chữ thôi à. Sao ạ? Minh Khang khắc ghi vào lòng Nhung. Bữa nay mặc chiếc áo đầm màu vàng nữa, đẹp lắm, rất là dễ thương. Suy nghĩ của chị á giống như là chị Thu Thị. Phải chi mà lúc mà em lên cao trầm thì em kéo xe ra một tí xíu thì em sẽ không có bị phô nhiều. Em để gần quá là chiếc cái gì em cũng rất là đẹp, rất là tốt. Chị chúc mừng em. Đó là lời khen đến từ ban giám khảo dành cho An Tuyên. Bây giờ là thời gian để bạn quay vào trong, chuẩn bị sức khỏe để lát nữa chơi trò chơi thử thách. Xin chào
chào mọi người. Em tên là Vũ Thị Châu. Mọi người nghĩ rằng em chưa 18. Oh no. Châu biết một điều rằng khi vào chương trình ban nhạc Việt Nam, Châu sẽ được thử nghiệm với dòng nhạc trữ tình và bolero. Và biết đâu rằng Châu sẽ là một người hát dòng nhạc trữ tình bolero lạ nhất trong chương trình thì sao? Mọi người hãy chờ xem nhé. Bé một câu, bé có biết đây là một cuộc thi của người lớn không? À, ai dẫn bé vô đây đi thi vậy? Má con dẫn vô thi. Má con dẫn vô hả? Rồi bây giờ hỏi nè, bé bao nhiêu tuổi rồi? Ra thì Châu 22 tuổi rồi đấy ạ. 22 tuổi rồi, có ai ngờ là một cái thân hình nhỏ bé như thế này mà một giọng hát quá nội lực. Rồi bây giờ mình cùng quay trở lại để xem coi chú chéo nào xuất hiện không nha. 1, 2, 3, quay lại. Có ba cái nút bấm cho Khanh hỏi tại sao một giọng hát hay như vậy lại bấm anh Thảo. Bởi vì khi em xuống thấp không có rõ lời, khi em lên cao thì rất tốt, khi xuống thấp thì em cũng phải để ý là em cũng phải hát rõ lời, tròn vành, rõ chữ thì nó mới đạt yêu cầu.
em ha. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Tất cả mọi người anh đều để nốt hết, riêng một mình em là anh không biết viết gì luôn. Là tại vì thứ nhất là cái phát âm của em là anh ở Mỹ từ năm 9 tuổi nhưng mà anh không hiểu được một chữ nào, anh không nghe được một chữ nào ngoài trừ cái chữ zombie hết. Bẻ giọng nhiều quá đến nỗi mà anh không nghe được. Và cô Phương Dung cũng nhìn qua anh nói là con có hiểu gì không con? Con nghe cổ hát tiếng gì vậy? Chị nghĩ là em vô cuộc thi thì không nên chọn cái bài hát này. Nhưng mà trong cái phần trình diễn con phải cho một cái điểm son 10 điểm. Ban nhạc đánh quá ai. Ban nhạc đánh mà tôi không thể trường phái này mà tôi còn muốn hát đó. Dạ cảm ơn cô Phương Dung. Anh sẽ cho em một cơ hội để không làm sát ướp nữa. Bây giờ anh muốn em hát bằng tiếng Việt và thể hiện hết những cái tình cảm, cảm xúc em có thể bằng tiếng Việt. Cái bài anh chọn cho em hát sẽ là bài Nếu Em Được Lựa Chọn. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn. Em cảm ơn giám khảo. Rồi cảm ơn Vũ Thị Châu rất là nhiều. Và hãy cùng bước vào trong để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo của mình. Chào bắt tay cho thí sinh S.C. Huỳnh với ca khúc Vầng Trăng Đêm Trôi. Bạn là thí sinh đầu tiên mở màn đêm thi Khanh Biết. S.C. Huỳnh đang rất là hồi hộp. Chúng ta cùng quay lại. 1, 2, 3. Xin mời các số điểm đến từ ban nhạc. Hầu như là điểm số 6. Có một điểm 7 duy nhất đến từ anh Hoàng Bách. Khanh xin được hỏi anh Hoàng Bách ạ. Anh thích cái phong cách bụi bặm mà rất là nam tính, đàn ông như này. Nghĩa là mỗi người lên sân khấu phải định hình cho mình một cái phong cách để người ta nhớ đến mình cái hình ảnh như thế nào. Và em rất là trung thành với cái hình ảnh của mình. Nói về chuyên môn thì đây không phải là một bài hát khó. Không phải là một bài hát có nhiều yếu tố để cho thí sinh thể hiện được nhiều. Đây là một phần trình diễn mà theo anh là nó ở cái mức độ khá. Thì đối với anh khá thì cho là điểm 7 thì là hợp lý rồi. Chứ còn bảo thêm nữa thì anh cũng không biết lấy cái yếu tố nào để có thể cho thêm điểm. Dạ, khi mà anh Hoàng Bắc cho điểm 7 thì sai thấy cảm thấy cái điểm đó rất là hợp lý. Và nói chung là tâm phục khẩu phục cái nhận xét của anh Bắc. Như vậy thì Khanh muốn hỏi người phụ nữ duy nhất của ban nhạc Quyền Năng. Chị ơi, chị nhìn một người ca sĩ nam đứng trước mặt như vậy, chị có cảm thấy xao xuyến không ạ? Nếu mà cách đây mười mấy 20 năm thì chắc là chị sẽ xao xuyến nhiều lắm. Tiết mục của bạn nó nằm trong khu vực quá an toàn. Đoạn cuối cùng bạn chỉ lên có một nốt thôi. Và sau đó thì khi mà trở lại cái giọng á, là bạn hơi bị rung. Bởi vì bạn không quen cái kiểu phá cách đó. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. S.C. Huỳnh, bạn là người hát đầu tiên và số điểm của bạn 55 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những ý kiến chia sẻ của ban giám khảo. Xin mời chị Phi Nhung. Bài hát này đối với em nó rất là dễ. Nó thường quá, nó không có gì đặc biệt hết. Chị hy vọng là lần sau em sẽ tìm cái bài hát nào mà nó bộc lộ ra được cái tài năng của em. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Chào em. Dạ con chào. Cái vẻ lãng tử của em coi bộ quyến rũ rất là nhiều người à. Không biết con có bị không? Dạ có bị không? Tôi thấy em có một cái nét đặc biệt trên sân khấu. Ai cũng vậy. Trên sân khấu mình phải có một cái gì của riêng mình. Cái bài hát này đó, cô nói đừng có buồn, con hát ok thôi. Bài này con tập nhiều, con có thể hát hay hơn. Nó rất là dễ, nhưng mà chính cái dễ đó mới khó cho mình diễn tả. Vũ nghĩ là đối với bất kỳ người nào mà Vũ có thể thấy được họ có một cái phương hướng rõ ràng, một cái phong cách riêng, thì dĩ nhiên mình phải ngưỡng mộ người đó. Tại vì họ đã tìm hiểu được chính mình là ai, mình thích cái gì, mình muốn làm gì. Thì Say Huỳnh đã làm được điều đó. Và dĩ nhiên kể cả cái phong cách âm nhạc của em cũng đã định hình được. Em thích cái kiểu mà nó hơi rock chút xíu, đúng không? Khi mà em hát bài này á, dưới đây anh cảm giác nó không có gì em phải cố gắng hết á. Người ở dưới đây nghe, ngoài nghe ra họ còn nhìn nữa. Họ muốn thấy em phải cố gắng, phải chịu khó, phải bứt tóc mất bứt tóc mắc mắt hay là cái gì đó. Nói chung nó phải khó hơn tí xíu. Đây là cái vòng mà mình phải cho mọi người biết mình làm được cái điều gì. Cảm ơn Dương Triệu Vũ rất nhiều ạ.
Và tất cả các bạn ơi, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho SC Huỳnh chúng ta sẽ giành được sự may mắn bước tiếp vào vòng trong. Mình lựa chọn một phương án quá là an toàn đi. Lời nhận xét của ban giám khảo cũng như là một lời cảnh báo cho Say là mình qua, nếu mà được cơ hội qua vòng sau mình phải bung hết sức chứ không được để dành những cái vòng này.